tôi đọc liên anh em. 100% xe 9 anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin. Anh em nhá, sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em. Anh em nhá, sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được. Anh em nha, anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là danh chính rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xe chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái, ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử cho anh em nhá, tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2, mở đây không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ, mở đây ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở đây không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chỉ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, kia về anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi, máy không dung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo dung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này không mà sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá.
kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị dành cho môn đánh sóc đĩa. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em muốn bịp người ta, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vào hoặc là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Bây giờ người quân của khó rồi, mà thời điểm 4.0 rồi. Anh em yêu nhá, bây giờ muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán anh em nhá. Bát đĩa quân cán hoàn toàn là chủ sở anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy nhận diện quân vị thôi. Và anh em biết cái sòng này, ví dụ chơi quân nạp được, thăng long hay villa, quân ngựa, quân tú đều hết. Nhưng anh em phải biết là địa phương anh em mình chơi quân gì anh em nhá. Ví dụ địa phương tôi chơi quân tú, anh em biết là cái sới đấy chơi quân tú, anh em chỉ cần nhận diện nó là quân tú thôi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi test thử với anh em này. Anh em đi nhá, mang đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn và cách chơi nó như nào. Anh em đi chơi này, anh em khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên nó sẽ lên đèn này anh em này. Anh em đi nhá, lên đèn cái vòng tròn này để nó quét mặt vị của tất cả là quân anh em nhá. Anh em đi này, quân thì nó sẽ có hai mặt anh em nhá, mặt nào được nhưng anh em chỉ quét một mặt thôi. Ví dụ chỗ tôi nó chơi con bài anh em nhá, tôi chọn luôn người đây là chỗ chơi này, tôi biết là con bài rồi. Tôi ở nhà tôi đi, tôi chỉ khởi động máy lên và đặt cái lá bài này lên quân để cho nó quét ghi nhớ màu quân vị anh em nhá. Để 5 đến 7 giây nó sẽ quét được cái màu của nhận diện quân vị anh em nhá. Anh em đi cái máy này sạc hoàn toàn bằng điện. Anh em biết điện rồi, chơi 2-3 tiếng ít nhất là nó chơi được 15-16 tiếng anh em nhá. Cứ sạc 2-3 tiếng chơi 15-16 tiếng. Anh em đi về, ai làm cái ai sắp cái đều hết. Cứ khoảng cách ngồi của nó là 2 mét, nó sẽ nhận diện tất cả quân vị anh em nhá. Anh em như là quân kiểu gì nó hai mặt rồi. Anh em đi nhớ, anh em chỉ ghi nhớ một mặt thôi nhá anh em nhá. Anh em đi này, lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, cái lá này coi như mất tác dụng rồi anh em nhá. Đây là cái lá xanh chín của sới này, bây giờ tôi cắt thử luôn, tôi test thử cho anh em nhá. Anh em đi này, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bây giờ tôi test thử cho anh em nha anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào anh em nhá. Ví dụ nó là tứ tử anh em nhá, nó không có mặt nào, nó không có màu, nó sẽ không, nó không dùng anh em nhá. Lẻ nó sẽ thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái anh em nhá. Số 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái. Và ba đen hay ba trắng đều thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái. Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em như này, quân nào được anh em nhá, thăng long villa quân tú đều hết. Biết là địa phương anh em chơi quân gì thôi. Anh em đi ở nhà bật sẵn máy lên và ghi nhớ màu quân của chốn chơi anh em là anh em chiến thắng cụ thể luôn. Bây giờ tôi nói nhiều, tôi vào thực tế luôn. Tứ tử đen xong này, cứ khoảng cách thứ 2 mét hết về là được anh em nhá. Dung hai cái và nháy hai cái tất nhiên sắp đôi rồi, bởi vì nó thiếu hai màu anh em nhá. Đánh 1 tỷ và sắp đôi luôn, mở này không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, dung một cái và đèn nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 100 triệu và lẻ bởi vì thiếu một mặt, mở này không mở sai.
chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả. Qua vài tiếng bạc tôi để ra mắt rung để cho anh em nghe và cảm nhận. Và tôi sẽ đúc luôn vào người. Tôi đánh thử với anh em, rung chỉ mình biết được, người cạnh có thể biết được anh em nhá. Anh em để ngang để dọc hết cái khoảng cách 2 mét anh em là chơi được anh em nhá. Rung hai cái rồi, tất nhiên là sấp đôi rồi. Đánh tất tay sấp đôi, đánh cả người tôi sấp đôi luôn. Mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Máy nhận diện này tôi khẳng định luôn, chỉ nhà tôi có độc quyền rồi anh em ạ. Máy này vừa nhập về anh em nhanh tay alo trực tiếp trên số lạ trên màn hình. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung hai rồi, tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả cái nội sấp hai. Mở này, không bẩn chuyện sai anh em nhá. Máy thì làm gì có chuyện sai, người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai anh em. Tiếp này, bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung hai rồi, trong ba trọng nghĩa tất nhiên sấp đôi rồi. Mở này, không bẩn chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này. Máy báo không rung, không rung nó không có mặt vì nào, tất nhiên là tứ tử rồi bởi vì nó không rung anh em nhá. Đánh 200 triệu là xem cô tứ tử. Mở này, không bẩn là chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này. Bạc cầu rồi, máy báo rung hai, đánh tất tay vào số hai cho tôi. Mở này, không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi đúc vào người, bởi tôi sẽ để ra cái mắt anh em nhá, để tôi sóc thử nữa em vài ba tiếng bạc nữa để cho em nghe cái độ nhảy và cái độ nháy của nó như này. Máy báo rung một và đèn rung một, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 50 triệu và lẻ. Mở đây, không bản có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, vẫn nháy một cái và rung một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay và lẻ tôi, đánh cả người tôi và lẻ. Mở đây, không bản có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị như nào rồi anh em nhá. Bởi tôi tắt máy luôn này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý nhá, với cái máy nhận diện quân vị này nhận diện là tất cả quân, anh em biết là địa phương anh em chơi quân gì là anh em chiến thắng tuyệt đối luôn. Anh em mua hàng anh em mang bác đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Nhà mình có hai sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Tân An. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy cảm ơn.